với Tamo TV. Sau khi rời Đắk Lắk, à đâu, không phải Đắk Lắk mà Lâm Đồng. Đâu, đấy là Đà Lạt. Đà Lạt về. Đấy, như hôm qua đấy, anh em mình có đem theo hai quả sầu riêng. Sầu này là sầu bánh tỉ. Sầu xanh nhá, không phải kia đâu. Không phải sầu chín đâu, để anh em mình hôm nay làm món như cái anh ấy bảo là chân giò hầm sầu riêng. Mà anh ấy chăm nghi lắm. Không, thấy anh Huệ anh chả bảo là nấu với cái này như kiểu chân giò nấu bí ăn ngon lắm. Anh ơi. Nếu anh ấy anh đến đây cho quả vàng hai củ lai. Chả làm gì á. À, anh bảo là đáng nhẽ ra ấy, nó có mấy món về sầu riêng non cơ, một món là xào thịt bò này, một món là hầm với chân giò này. Nhưng mà khả năng bây giờ mình sẽ làm món hầm chân giò. Chân giò nếu mà thì ngon thì xào tiếp. Không, hay là hai quả này như kiểu đấy, hay là anh em mình sẽ nướng một quả, tại vì cái này sầu này sầu chưa chín, nếu mà nướng lên thì nó chín ăn ngon. Phí đấy. Quả nào già, nướng quả già ấy. Đấy, sáng ra nướng á. Tí nữa. Thì sẽ nướng một quả và hầm một quả nhé mọi người nhá. Sáng ra anh em mình vừa được kiếm được hai chân giò. Đang định kiếm nhiều đấy nhưng mà không có. Hôm qua đi về mệt quá, muộn, ngủ dậy muộn nên còn cả chợ còn mỗi hai cái này. Đấy. Bây giờ mày gọt đi, gọt vỏ đi. Vỏ á? Giờ á? Bố. Nướng về để cả vỏ chứ. Nướng quả nào? Nướng quả nơi. Thì gọt quả nơi. Để em gọt quả nơi cho nhé. Bổ à? Cắt vỏ gai đi chứ. Mình đã thử cái món mà gọi là chưa thử bao giờ. Ui, nhiều gai một kết đấy. Hay lắm rồi kìa. Ui, anh ơi, em đéo quần thịt nó này. Ôi. Vàng óng nha. Không, đừng đéo vào thịt nó. Thế đéo chỉ trắng ngoài nhé. Đéo mất gai thôi. Đấy này, tao bảo này. Tao bảo này, mày xẻo mày cái gai này đi. Để tí nữa gọt dần vào trong. Okay. Để tao chặt xong cái này đã. Ok. Ôi gần chín thì xảo ấy. Khéo anh như kiểu là quả gì nhỉ? Quả mít mỡ gà ấy nhỉ? Tí nữa sẽ nướng thử một quả xem. Đáng nhẽ ra phải nướng sầu riêng chín cơ, nhưng mà anh em mình sẽ thử nướng sầu riêng xanh. Chứng minh quả này có lẽ nhỉ? Đây là quả sầu non kia nhá, bây giờ mình sẽ bổ nó ra. Nấu như kiểu nấu canh xương luôn nhá. Bổ cái gì nhỉ? Bạc á. Ui. Ây da. Dạ thế. Ui, ấy như kiểu khoai lang ấy. Anh cậy một cái ăn thử xem nó. Thử bổ dọc ra là xem nhá. Bổ ra xem nào. Như kiểu khoai lang ấy nhỉ anh nhỉ. Đó. Ấy, giống kiểu xoài chua. Mày. Ui. Ui. Để em thử xem nào. Mời tất cả mọi người nhá. Ăn như kiểu mít sống ấy nhỉ. Anh như kiểu khoai lang ấy. ăn sầu non nhé mà. À không phải sầu non mà sầu mít tỉ. Sầu kiểu lớn rồi ấy, nhưng chưa chín đó. Không thối nhá, thơm. Ăn nhiều, đây là cái mọi người ăn bổ thử ăn mà xem nhiều quả. Đây là bánh sầu ấy, bánh sầu riêng ấy. Ăn đúng vị khoai lang. Trời ăn hai bên rồi. Nhưng mà nấu kiểu gì nhỉ? Lấy cái nào nấu? Lấy sơ hay là lấy quả? Lấy tất. Thế con hạt? Hạt cũng đâu hầm, ăn được ăn. Ăn được mà hạt mít anh được ăn hạt mít chưa? Hạt mít còn ăn được cơ mà. Thế thì bổ to hay bổ nhỏ? Đấy, thôi. Bổ như thế. Không hầm lâu mà. Bổ to như này á? Nếu mà bổ nhỏ thì nó rơi hết miếng ra. Đúng rồi, để này xong tí anh em mình ăn muối.
Anh này em chẳng tiền đâu. Nhưng mà lấy lõi chứ ai lại lấy cả vỏ nhỉ? Không, người ta ăn lõi hoặc ăn vỏ thì mình ăn cả vỏ cả lõi. Uầy, nhiều quế đấy. To hơn rồi, to hơn. Thôi. Thì nó đi rửa. Nào, nào. Nói xa. Để bỏ cái lõi đi chứ nhỉ? Không. Hả? Để tất mà. Anh cứ thử nghĩ em một lần nhé nào. Okay. Vua được bếp mà. Đấy. Bỏ đi. Ui, chắc là nó cũng ngon đấy. Hay mình nhiều thử, nhỉ? Thử nghiệm thế này thôi. Ừ? Thử nghiệm cái này đường nào chả thế. Nhỡ đâu nó ngon thì ăn được tất. Ừ. Nhưng mà chắc là ngon đấy. Ui, nướng này nhìn ngon nhỉ, như kiểu khoai lang ấy. Hay là cho cả quả vào. Gọt nốt của quả này tống cả quả vào. Ê, anh ơi. Hả? Cái này như kiểu là lốp ô tô. Lốp ô tô là thế nào? Xem như kiểu lốp xe. Anh này có vị gì đâu. Hay là người ta chỉ lấy lõi thôi nhỉ? Dài lắm. Không ăn được. Không ăn được này. Ừ. Khả năng là chỉ lấy cái muối của nó thôi mọi người ạ. Đúng rồi, cái này dài lắm mọi người ạ. Bỏ đi. Chứ ai chơi cả vỏ. Chơi cả vỏ như tay chỉ ngu ấy. Thì hai thằng ngu thật mà. Không biết cái gì đâu. Đây, bỏ vỏ lõi, bỏ hạt đi. Lấy mỗi cái này thôi nhá. Mình sẽ lấy mỗi cái này thôi. Lấy cái muối thôi. À, nhưng mà lấy một cái muối nhưng mà để một cái... Làm tao thử thấy... một cái nhờ. Nhưng mà tao thấy cái vỏ này cũng được mà. Cứng lắm. Cái người ta xào là xào cái gì đấy. Chắc là người ta nấu cái này. Ừ, khả năng là nấu cái này chứ ai đi nấu. Ai đi nấu cái này. Cái này như kiểu lốp ô tô ấy mọi người ạ. Chắc chắn. Chờ. Thôi, nấu cái này nhá. Ok. Nấu muối. Nấu muối. Chắc là ngon đấy. Nấu muối vừa đẹp nha. Mắt làm vừa thôi kìa mê. Bóc đi. Ui, mùi nó to. Ui, trục. Ui. Đã nhỉ. Quả muối này mà lúc chín mà cằn thì thôi rồi. Đem con dao đi em cày. Kêu ông nhỉ? Bỏ hạt nữa nhỉ? Không. Chị phải bỏ hạt đi chứ. Bỏ hạt mới đâu, đến lúc ăn thì mình bỏ. Không sợ hạt nó đắng. Không đắng đâu. Bỏ hết để lấy muối thôi. Cái này dài lắm mọi người ạ. Tí nữa mình sẽ thử cái này nên là sẽ nấu ngon cái món này. Còn cái món này mình sẽ nướng cả quả thử ăn củi nó xem như thế nào nhá. Đấy, tất cả của anh em mình đấy nhá. Thế nấu riêng hai món này còn quả này nướng. Nhưng mà mình phải thử một tí củi và xem là mình vẫn nghĩ là củi nó ăn được đấy. Hãy làm anh em mình hôm nào làm một cái món này đi. Ừ được, hôm nào chè bây sâu. Giờ sẽ đi chè vỏ sâu đi. Bây giờ sẽ đem đi xào ra xào đấy trước. Bắc bên đi. Ok. Bây giờ phải đảo xương trước mọi người ạ. Nấu như kiểu nấu canh bí luôn. Đây. Nhưng mà ta định bảo gì nhỉ? Nướng cái kia lâu hơn hay là nấu cái này lâu hơn nhỉ? Thôi bây giờ mình cứ nấu món này trước ra, tí nữa cái món nướng thì nó đặt luôn lên đây nướng luôn. Đúng rồi. Trong lúc anh em mình thưởng thức cái món này thì sẽ đợi món nướng luôn. Đấy. Thơm thế. Món này chắc chắn là ăn được anh ạ. Ngon đấy. Thank you.
kia thì mình bên này mình cũng tự chế biến một món của mình nha, đó là sầu riêng nướng nha. Món này nha, nướng rất phải là tỉ mỉ nha, vẫn rất kia phải là kỹ thuật đấy. Đấy, bây giờ mình vào mình nhà mình đợi dâm lúc nào ra chín rồi mình ra mình chén thôi. Ui chà. Đấy, chà chà. Không biết ăn gì ra gì đâu bây giờ. Điên à, tao thấy hấp dẫn lắm. Hấp dẫn đấy. Đây là cái bước quan trọng đấy mọi người. Tầm khoảng mình nghĩ là nếu mà như bí ấy, thì sẽ cho nó sôi trở lại một lúc để cho nó bở quả hạt bí. Nhưng mà sâu thì thôi mình cứ canh thôi, đợi đến lúc nào được thì mình sẽ nhu, cho ra. Nhu một tí. Tuyệt vời lắm, quá tuyệt vời luôn. Úp lại. Quả chưa chơi chưa? Quả sâu em chưa chín đâu. Bây giờ đợi quả sâu nướng của Mao Đệ nữa. Với lại cái này sẽ cùng thời gian là anh em mình sẽ thưởng thức hai món này thử xem nó sẽ như thế nào nhé. Trong lúc đợi cái món đằng kia nó sầu riêng cái chín, bây giờ anh em mình sẽ khui thử. Không biết chín đâu anh nhỉ? Cho mâm lên đây cho nó dâm dâm. Rồi, anh em mình lấy kéo bị ép nó chín đấy. Ui, mùi mềm nhũn, nó mùi như kiểu... Mùi giống kiểu sắn nướng ấy nhỉ? Ờ, đây, khui hàn. Con này bổ cái gì? Khui theo ngấn nó ấy. Ngấn đấy. Hay phết đấy, quả nướng quả sầu riêng xanh. Đấy, anh ơi, ở đoạn đít này có cái lỗ này. Bổ luôn đi. Người ta nướng sầu riêng chín, anh em mình nướng sầu riêng xanh. Đấy, đã xấu đít rồi, cứ bổ vào đây. Ở đây bổ theo đường nước nó nói chứ nhỉ? Trời luôn. Bổ như bổ mít. Cái gì vậy? Hạt nó? Sao nó vẫn như kia đấy, không ăn à? Hay là anh bổ không đúng chỗ? Bổ không đúng chỗ. Đây đây. Bổ phết phát nữa. Căng thẳng đấy nhỉ? Ui, hình như vẫn thế. Mày tay chạy người moi đi. Đây rồi. Em thấy nó vẫn thế. Đâu, có một tí. Anh nghĩ phải đốt thêm đấy. Đấy, tay sạch mau ra. Anh em mình lỗi rồi. Tay sạch mau ra. Ôi. Ngon. Nào. Bỏ đi. Ui, mềm mọi người. Ở đây cứng nha, thịt nó lại mềm. Ở đây tí nữa vào trong kia thưởng thức của mọi người luôn nhá. Bổ sầu riêng nướng ấy. Cái món này là cái món gọi là ảo nhất này. Ui, cơm nó chín rồi. Ui. Phải cứ thật khéo mọi người ạ. Anh xèo đi. Rồi, nào. Quả muối này ăn chiến nhỉ. Ai bảo thế? Nào. Thôi. Không sao. Hơi nhom nhem. Rồi. Thử cái này đã. Mình thử miếng nào. Mình sẽ thử một miếng nhé mọi người. Ui. Này như là cầm thịt xúc ấy. Thơm lắm, thơm như mùi. Thế em thử trước. Mùi sữa kia ấy. Nó không mùi đấy nữa nhá. Nó không mùi thung thủng đặc trưng của sầu riêng nữa. Mời mọi người nhá. Béo mọi người ạ. Ăn nhiều bánh trưa ấy. Bây giờ đặc bánh trưa luôn mọi người ạ. Chuẩn luôn. Ăn giống kiểu bánh sữa thật. Ăn giống bánh trưa luôn mọi người ạ. Giống quả trứng gà ấy nhờ. Anh giống cái quả trứng gà ngoài miền Bắc này. Lê Kim Ma đấy. Một cười á. Mà ngon quá đấy anh nhờ. Béo béo ấy. Béo béo thơm thơm ấy. Đấy này. Ui trời. À đấy.
Ăn béo lắm. Ngon 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 ngon. Ngon. Nóng quá. Nhưng mà chắc mình nghĩ là nếu mà sầu riêng nó chín rồi nướng sẽ ngon hơn đấy. Rồi, ok. Cảm ơn bạn. Lấy để, để cho nốt ra cái món kia ra nữa nhá. Yeah. Cái này mới là món chính đây này. Ai, anh ơi, em nghĩ xéo lại vị của nó giống kiểu là chân giò sữa ấy anh nhỉ. Cái này mới là bổ sữa này. Ngon lắm. Thật luôn. Cho vào chén này. Không biết đủ đấy chưa nhỉ? Xem thử miếng sầu đã. Tao thề mày nhá, ăn béo ngon như kiểu khoai củ tư củ cặp ấy. Thế mang vào đây, mang vào chén đây anh ơi. Đây Tư. Ui, cầm lấy cái này, tao đổ ra đây. Đấy. Anh em mình mang vào nấu cơm ăn luôn. Em đói lắm. Trong có cơm rồi. Anh em mình mang vào ăn cơm luôn mọi người nhá. Trong cả nhà thưởng thức cái món này đặc sản là vậy. Món này mới là món ngon đây này, thấy chưa? Ấy. Ấy. Thử cái món này trước nhé. Ui, kêu cái móng anh ấy. Đây, từ. Đấy, thấy chưa? Ui. Ngon chưa? Ui đây. Đây, cho mẹ thưởng thức món này trước xem nào. Thử. Cháu ăn. À, mẹ mình là không ăn được sầu riêng nhé. Kiểu không biết ăn sầu riêng nhưng mà món này mẹ ăn thử xem nào. Mẹ ăn thử món này nhé. Không phải ngửi. Ngon, ngon lắm. Giống gì? Không giống sầu riêng à? Giống cái gì? Ăn mạnh vào hẳn một miếng sầu riêng to xem nào. Bà này ghê, sầu riêng trông sầu riêng. Ăn thử một miếng sầu riêng to xem nào. Nó giống củ gì? Thế bà. Củ gì là gì? Giống củ tư. Đấy đúng rồi. Củ tư, mọi người biết củ tư không nhỉ? Nó như kiểu củ quả. Củ tư. Củ tư, củ cọng. Ngon đấy. Củ sâu ăn mùi. Bà thử ăn miếng xương cho ngon không? Rồi cho mình cái móng móng à? Móng đấy. Đây móng đây. Đây móng. Củ xương ngon ngon lắm. Đây, bự ạ. Bự. Rồi. Đấy là bà để sơ nhá, nghe em nên cảm giác nó kiểu vẫn ghê ghê, nên mình thử ăn cho em một. Chứ ăn miếng nào. Ăn ăn thử mà xem. Để tao thử một tí. Bự. Bự. Ăn uống cục cừ không? Bự nhỉ. Có. Có được rồi ạ. Đây. Đấy cả mọi người nhá. Đây là cái miếng mà anh em mình định cho vào tắt lên. Đây là cái miếng sơ, miếng cùi á. Mình sẽ thử miếng cùi xem không biết là ăn được không. Ăn được. Nóng chưa? Bổ ăn chưa? Ngon mà. Ngon. Cái cùi nó ăn. Đây, cho mình thử. hơi nhầu tí rồi. Mà thử xem. Nó giống cái gì sơ sơ nhỉ? Đây là giống vị sơ. Đây giống cái củ tử với lại giống cái kiểu sắn dây ấy. Cái sắn dây mà leo lên mà có củ sắn dây mọc ở dưới ấy. Nhưng giống mà cái này ăn là phải nhả ba luôn đó. Không kiểu hầm chân giò nó mất mấy cái mùi sầu riêng. Không phải, đây là sầu riêng non. Đây là mấy anh ở trong bảo con nấu kiểu này đi chứ không biết nấu kiểu này đâu. Ngon lắm. Ngon á. Thật sự là đi vào trong đấy mới biết được cái món. Đầu tiên là cái món đây gọi là món gì nhỉ? Gọi là sầu hầm. Sầu hầm. Trong này anh em mình được ăn này. Món đọt mây này. Đọt mây. Là lá gì nhỉ? Lá tép à hay lá gì? Sầu hầm. Các loại lá luôn nhá. Ăn ngon cực nhá. Ngon lắm. Phải nói là cực kỳ ngon á. Đồ ấy, đỉnh cao luôn rồi ạ. Không biết tả được gì đâu nhưng mà cái món này ai mà ăn đầu tiên các loại củ nhá, các loại củ phải thua luôn, chào thua quả này khi nấu với chân giò luôn, chào thua các loại củ chào thua, bí không có tên tuổi gì. Bố ơi, bạn đi bố ơi, bố bạn thử là bạn thử bắt canh sầu được xem, chú vậy rồi, không bán được tuyệt vời luôn, quên sầu luôn thật. Và còn một món nữa là cái món cũng sầu sầu non à, không phải sầu non mà sầu tương đương. Sầu giả, xào thịt bò, quên mất lúc đấy, à đấy,
Ờ, con lúc lúc đấy biết thế để quả này lại để xào. Còn này nướng chín rồi nhưng mà ăn cái món này ngon quá, từ từ á, thưởng thức cái món này phải sau đấy. Ừ, quá ngon luôn đó. Bùi béo. Cho kiểu đấy. Thánh, ăn được rồi chưa không? Ăn đi, ngon nhỉ. Thử xem. Ngon mà. Thật. Mở mà. Thử xem. Ăn chân rồi. Bùi béo. Ngon đấy. Ngon không? Ngon mà. Không ăn được sầu riêng. Có vị sầu riêng nữa đâu. Nhưng mà người ta ghê. Cho ăn được ghê. Cho Thanh một chân rồi. Nó ăn được không mùi đâu. Không có một tí nào gọi là mùi luôn nhé. Ngon đấy mọi người. Thật thưởng thức được cái món này rồi, phải nói là phải ở ngoài Bắc này không bao giờ có cái món này luôn. Anh em mình phải cất công đi 1.500 cây số vào đấy câu cá, xong được các anh ở trong đấy cho sầu riêng, tức là sầu riêng non, sầu riêng chưa chín ấy, thì mới làm được món này. Còn sầu riêng mà gửi từ ngoài đấy và ra đây là chín hết rồi là không ăn được. Đấy, mà những cái sầu riêng mà gửi từ trong đấy ra ngoài này tầm tầm thuốc ấy, anh em mình chảy lại vườn nhà anh Giang luôn đấy. Đấy, gọi là ông Hoàng Lăng Xê. Món này đặc biệt chuẩn. Anh ấy, anh bảo nấu kiểu đấy cũng chuẩn luôn, chuẩn bài. Cảm ơn tất cả các anh đã cho bọn em thử gọi là cái món, biết được một cái món ăn siêu kinh điển này. Ngon. Món này là thay củ từ, củ khoai, sẵn các kiểu cơ. Thật sự rồi. Thay củ. Thay hết luôn. Thay đây, hết luôn. Đây đúng là ông một canh quả đấy anh ấy. Bố đâu hả? Đây. Nhìn bố ơi, vào đi. Đấy. Đó, bố mình cũng là một người không ăn được sầu riêng nhé. Đây. Béo lắm ạ. Được các bác nhá. Đấy, thử miếng này xem nó có ngon không. Béo ngon lắm. Béo lắm. Béo ạ. Ăn giống kiểu gì? Giống